Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, người xưa vẫn thường nói một trí tuệ minh mẫn chỉ có trong một cơ thể cường tráng, và để có được một cơ thể cường tráng khỏe mạnh thì nhất thiết phải rèn luyện thân thể. Nếu trên thế giới có rất nhiều vị lãnh tụ cách mạng và nhà tư tưởng lớn coi trọng việc rèn luyện thân thể như các Marx thích đi bộ, bơi lội và tắm biển, Phan Engel rất tích cực chạy, nhảy, múa gươm, đấu kiếm, hay Lenin thích trượt tuyết, đi săn rất giỏi, thì tại Việt Nam đã ghi nhận một tấm gương mẫu mực về rèn luyện thân thể, không ai khác, đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian hoạt động cách mạng cho đến những năm tháng cuối đời, dù trong điều kiện thời gian, hoàn cảnh nào, người cũng luôn chú trọng đến việc rèn luyện sức khỏe để hoạt động cách mạng lâu dài. Vậy người đã tập luyện thể dục thể thao như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Tư đi tìm hiểu trong video sau đây nhé! Ngay từ những năm sống tại Pháp, Bác Hồ đã có ý thức lo giữ gìn sức khỏe để hoạt động cách mạng lâu dài. Vào mùa đông lạnh giá, trước khi đi làm, Bác đã lấy hai viên gạch đặt vào lò bếp của khách sạn nơi thuê trọ để chiều về lấy viên gạch ra, bọc báo cũ làm tấm lót nệm nằm cho đỡ rét. Trong thời gian ở nước Nga, vào mùa đông rét mướt, Bác Hồ vẫn đều đặn dậy sớm tập thể dục tay không kết hợp với tập các loại tạ và dây chun. Còn ở Vân Nam, Trung Quốc, trong những nơi chật chội của người dân lại phải hoạt động bí mật ở nhiều địa điểm, Bác Hồ vẫn tập thể dục, vận động thường xuyên kết hợp với dọn dẹp trong nhà, trong vườn. Bác Hồ từ Trung Quốc về nước ngày 8 tháng 2 năm 1941 và lưu lại trong vùng rừng núi Cao Bằng. Lúc ở hang Bác Bó, lúc ở lán Khuổi Nậm, khi vào vùng rừng núi căn cứ du kích Lam Sơn, bất cứ ở đâu, Bác đều duy trì nếp ăn ở, sinh hoạt, học tập đều đặn. Bác có thói quen tránh ăn quá no, rèn luyện thân thể vào buổi sáng, không ngủ trưa và buổi chiều. Người đi làm vườn, vác củi cho đồng bào trong xóm. Các vị lão thành cách mạng còn kể lại, thời kỳ chuẩn bị hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 18 năm 1941, sáng nào cụ Hồ cũng đi đến các lán gọi mọi người cùng dậy tập thể dục bên dòng Khuổi Nậm, rồi dành một lúc tăng ra và đi tắm suối, rồi sau đó mới bắt tay vào công việc nghiên cứu, viết lách tài liệu. Lúc ở Liễu Châu, Trung Quốc, Bác Hồ vẫn tập luyện thể dục đều đặn, nhiều hôm Bác tập thái cực quyền và chạy bộ 4-5 km rồi xuống sông tắm, cho dù nhiều hôm trời rất giá rét. Nhờ rèn luyện sức khỏe thường xuyên như vậy nên Bác đã qua được cơn hiểm nghèo trong lần ốm nặng trước khi tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 nổ ra. Khi về Hà Nội, thời kỳ 1945-1946, mặc dù công việc quá bề bộn, Bác Hồ vẫn giữ nề nếp dậy sớm tập thể dục. Nhận rõ tầm quan trọng và thiết thực của thể dục thể thao, nên trên cương vị Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam độc lập, Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 14 ngày 30 tháng 1 năm 1946, thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên. Người hiểu rõ vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam. Cuối tháng 3 năm 1946, tự tay Bác Hồ viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Lời kêu gọi này lần đầu tiên được đăng trên báo Cứu Quốc số ra ngày 27 tháng 3 năm 1946. Đó là cội nguồn khởi phát của phong trào khỏe vì nước được Nha Thể dục Trung ương phát động sôi nổi khắp đất nước ta trong năm 1946. Trong lời kêu gọi, Bác Hồ căn dặn: mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục, ngày nào cũng tập, khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe. Tự tôi, ngày nào cũng tập. Chính Bác là tấm gương sáng về tập thể dục để mỗi chúng ta noi theo. Bác thường xuyên cùng cán bộ chiến sĩ rèn luyện thể lực bằng cách chạy, đi bộ, bơi lội, leo núi, đánh bóng chuyền. Nhiều lần người đến các địa điểm tập luyện ở Nha Đào Xảo, tức Cung Văn hóa Hữu nghị hiện nay, quảng trường Nhà hát Lớn ngay từ sáng sớm để động viên các lớp huấn luyện thể thao quân sự phổ thông. Ngày 8 tháng 3 năm 1946, Bác đã đá quả bóng danh dự mở màn trận đấu giữa đội Thanh niên Cứu quốc Hoàng Diệu và đội Vệ quốc Đoàn. Trong thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975, Bác đã dành nhiều thời gian quan tâm đến thể dục thể thao, xem thi đấu bóng đá hữu nghị giữa hai đội Hà Nội và Khmer tại sân vận động Hàng Đẫy. Tháng 6 năm 1957, dự lễ khánh thành sân Hàng Đẫy và trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Phnom Penh Campuchia và Hà Nội ngày 24 tháng 8 năm 1958. Tới dự Đại hội bơi lội thiếu niên miền Bắc lần thứ nhất năm 1958 tại bể bơi Ba Đình. Dự lễ bế mạc Đại hội thể dục thể thao thủ đô lần 1 năm 1961 và tiếp các đoàn thể thao nước ngoài.
Dù là một người lãnh đạo, là người đứng đầu nhà nước, nhưng bác cũng chăm chỉ cần mẫn rèn luyện thể chất như những người bình thường. Chính những hành động đó đã khiến bác trở nên gần gũi, giản dị với chúng ta hơn rất nhiều. Ngày 19 tháng 2 năm 1966, khi tiếp các đoàn vận động viên tham dự Đại hội Thể thao các quốc gia mới nổi, châu Á thắng lợi trở về, có các danh thủ Trần Oanh, bắn súng, Trần Hữu Chỉ, điền kinh, Vũ Thị Sen, bơi lội, bác đã căn dặn: đánh giặc Mỹ gian khổ khó khăn như vậy, nhưng quân và dân ta có quyết tâm đánh thắng. Các cháu phải quyết tâm đặt thành tích cao hơn nữa. Muốn vậy, phải đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện và thi đấu, phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng là những vận động viên của dân tộc anh hùng. Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên một nền thể thao Việt Nam mang tính hiện đại, khoa học, tiên tiến và giàu bản sắc dân tộc. Đồng thời, thành quả ấy đã tạo nên vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Quý vị thân mến, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy người là tấm gương sáng mẫu mực về tinh thần tự giác rèn luyện sức khỏe một cách tích cực và sáng tạo để phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Không chỉ quan tâm đến vấn đề sức khỏe mà người còn rất chú trọng đến việc tự học của mỗi con người. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học chính là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ. Vậy người đã tự học tập, trau dồi kiến thức như thế nào trong suốt cuộc đời của mình? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong phần tiếp theo của Đô nhé! Học thường xuyên, lấy tự học làm cốt. Học tập chính là hoạt động tiếp thu tri thức của mỗi cá nhân, là tiền đề quan trọng dẫn tới sự phát triển ở mỗi con người. Quá trình học tập bao gồm học tại trường lớp, ở những giai đoạn nhất định của cuộc đời và tự học suốt cả cuộc đời mỗi người. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, còn sống là còn phải học. Đây là biện pháp tốt nhất để nâng cao trình độ hiểu biết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng. Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu khó học thì lạc hậu, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải mình. Trong học tập, cần kết hợp cả học tập ở trường, ở lớp và tự học. Bản chất của tự học là một quá trình học tập không trực tiếp có giảng viên. Tự học là lao động khoa học, vất vả hơn rất nhiều so với quá trình học có giảng viên, bởi vì người học phải độc lập xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập, tự tìm hiểu, phân tích những kiến thức trong sách vở, tài liệu để tiến tới làm chủ tri thức. Nếu thiếu sự kiên trì, lòng quyết tâm và sự nghiêm túc của bản thân thì sẽ không thể thực hiện được kế hoạch học tập do mình đặt ra. Chính việc tự học sẽ giúp mỗi người nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích vào cuộc sống. Và tự học còn giúp cho mỗi người trở nên năng động, sáng tạo, không phụ thuộc vào người khác, từ đó hạn chế những khuyết điểm và hoàn thiện bản thân. Càng cố gắng tự học, con người càng trau dồi được nhân cách và tri thức. Để việc tự học đạt kết quả tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng mỗi người cần phải xác định mục đích, động cơ học tập đúng đắn. Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải hiểu rõ học để làm gì, học để sửa chữa tư tưởng, học để tu dưỡng đạo đức cách mạng, học để tin tưởng, học để hành. Việc tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh có mục đích cuối cùng là làm cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì tự học, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam và đưa cách mạng nước ta đi đến thắng lợi. Sự vận dụng sáng tạo chính là quá trình tự thích nghi, tự tìm tòi, thâm nhập thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, phát huy nội lực. Và sâu xa hơn, đó còn là quá trình tự học tập, tự giáo dục để làm cho nhân cách cũng như năng lực của bản thân phù hợp với mục tiêu, lý tưởng, công việc. Khi tham dự Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản được tổ chức tại thủ đô Moscow, Nga vào tháng 8 năm 1935, Bác Hồ đã khai rõ trong lý lịch, họ và tên, Lin, trình độ học vấn, tự học. Người cho rằng việc học không chỉ có ở nhà trường, có lên lớp mới có học tập, mà trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều phải học tập. Vậy những ai cần phải học? Theo Bác Hồ, ai cũng phải học, không kể người sang hay hèn, giàu hay nghèo, không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, dân tộc. Khi đã xác định việc học là một nhu cầu thì tự giác ai cũng phải học. Người cho rằng trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề cần quan tâm, nếu thấy cái gì học cái ấy thì chúng ta chỉ thu được một mớ kiến thức hỗn tạp, không có tác dụng với chính người học và cũng không có đủ thời gian để học, hiểu biết hết tất cả. Do đó, ngoài việc học ở nhà trường theo chương trình quy định, chúng ta phải căn cứ vào trình độ nhận thức, công việc đang đảm nhiệm và vị trí của bản thân để lựa chọn những điều cơ bản thiết thực.
những vấn đề cần cho lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm hoặc nhu cầu của mình để học. Hơn nữa, vấn đề cốt lõi nhất của việc tự học là để nâng cao hiểu biết và để áp dụng những kiến thức đó vào làm việc. Học phải đi đôi với hành, học mà không làm được, học mấy cũng vô ích. Học những điều quá cao xa, không sát thực tế công việc chuyên môn của bản thân, trong khi thời gian dành cho tự học quá ít, việc học đó cũng chỉ để trang trí cho oai mà thôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý, mỗi người phải học tập với thái độ nghiêm túc, hết sức khiêm tốn thật thà, biết đến đâu, nói đến đó, không được tự cho mình là đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Bác nghiêm khắc phê phán tệ dấu dốt, lười biếng học tập, tự cao tự đại, cho mình là giỏi nhất thiên hạ. Người nói, cái gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của học tập. Tính khiêm tốn yêu cầu người ta không được thỏa mãn với vốn kiến thức và thành tích đã đạt được. Trong khi học, phải nêu cao tác phong, độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Đọc tài liệu phải đào sâu hiểu kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu một trong sách. Có vấn đề chưa thông suốt thì mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ. Đối với bất cứ vấn đề gì thì đều phải đặt câu hỏi vì sao. Đều phải suy nghĩ xem có hợp với thực tế không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều. Phải suy nghĩ chín chắn. Tự học trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Phương pháp tự học của Bác Hồ là muốn nâng cao kiến thức trong quá trình tự học. Mỗi người cần phải biết cách tận dụng triệt để thời gian và những điều kiện, phương tiện có sẵn trong xã hội như thư viện, câu lạc bộ, sách báo, viện bảo tàng, các buổi nói chuyện, hội thảo. Ngoài ra, mỗi người cần phải tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn chỉ bảo của bạn bè đồng nghiệp và thực hiện phương châm học ở mọi lúc, mọi nơi, học trong khi giao thiệp, trong công việc hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, trong kinh nghiệm thành công cũng như thất bại và học trong công tác vận động quần chúng. Người chỉ rõ học ở đâu, học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân. Không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn. Chính việc thông qua học tập, tiếp xúc với nhân dân mà cán bộ đảng viên có điều kiện gần gũi, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu, đề xuất tiếp tục bổ sung sửa đổi, hoàn thiện đường lối chủ trương chính sách của đảng, nhà nước đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Cuộc sống là một trường học thực tế sinh động, là nơi để thực hành những điều đã học. Mỗi ngày phải học hỏi thêm được những điều mới mẻ, học đến đâu, luyện tập và thực hành đến đó. Trong lao động làm việc là quá trình tự học tập, tích lũy, bổ sung kinh nghiệm, đúc kết kiến thức từ thực tiễn và phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ để giúp cho thực hành mới, lại phải đem thực hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ, làm cho nó đầy đủ, rồi dồi dào thêm. Trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Bác vừa lao động kiếm sống, vừa tìm mọi cách và tận dụng mọi lúc, mọi nơi để tự học, nhất là học tiếng nước ngoài. Có lần nói chuyện với thanh niên, Bác cho biết, để học được ngoại ngữ, phải kiên trì mỗi ngày, học thuộc 10 từ. Hàng ngày trước khi thức dậy, Bác viết những từ mới vào một mảnh giấy, dán vào chỗ hay nhìn thấy nhất, có khi viết lên cánh tay để khi vừa làm vừa nhẩm học, đến khi chữ mở hết thì cũng đã thuộc. Lại cả khi đi đường, Bác cũng nhẩm bài học. Ban đêm khi chưa ngủ, người lấy tay viết mò những chữ khó xuống chăn cho kỳ nhớ mới thôi, và thế là đã học thêm được vài từ mới. Bác có một nguyên tắc là học đến đâu, luyện tập và thực hành đến đó. Học được chữ nào là tìm cách chép câu để dùng ngay. Cho nên sau một thời gian ngắn, Bác viết được báo và sách bằng tiếng nước ngoài. Bằng cách đó, dần dần Bác đã học được rất nhiều ngoại ngữ. Để tự học đạt kết quả tốt, Bác phải có tinh thần vượt gian khổ để học tập. Thời gian sống ở thủ đô Paris, Pháp, Bác chỉ thuê phòng trọ nhỏ trong một khách sạn rẻ tiền, mỗi sáng nấu cơm trong một cái nồi nhỏ đặt trên ngọn đèn dầu. Cơm ăn với một con cá mắm hoặc một ít thịt, ăn một nửa, còn một nửa để dành đến chiều. Có khi một miếng bánh mì với một miếng phô mai là đủ ăn cả ngày. Mùa đông lạnh, buổi sáng trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào lò bếp của khách sạn, chiều về lấy ra, bọc nó vào những tờ báo cũ để xuống nệm cho đỡ rét. Thường thường, Bác chỉ làm việc nửa ngày vào buổi sáng để kiếm tiền, còn buổi chiều đến thư viện hoặc dự những buổi nói chuyện. Tối đến, Bác đi dự các cuộc meeting và thường xuyên phát biểu ý kiến, khéo lái những vấn đề thảo luận sang vấn đề thuộc địa. Bác làm quen với những nhà chính trị, nhà văn để nâng cao trình độ chính trị, văn học của mình. Đồng thời, làm phong phú thêm vốn từ ngữ mới và cũng là điều kiện để vận dụng những từ đã học, trau dồi thêm vốn hiểu biết của mình về ngoại ngữ. Sau này, trên cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước, dù bận trăm công nghìn việc, khi tuổi cao, sức khỏe giảm,
Bác Hồ vẫn không ngừng tự học tập, đọc thêm nhiều tài liệu, sách báo trong nước và nước ngoài. Bác luôn khuyên cán bộ đảng viên phải không ngừng học tập để có trình độ hiểu biết mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng công tác. Cần tự học để nâng cao trình độ của bản thân, coi đây là tiêu chuẩn, là giá trị đạo đức của mỗi người và là nhu cầu, thói quen hàng ngày của cán bộ đảng viên. Những cán bộ đảng viên lười học, lười suy nghĩ, không thường xuyên cập nhật thông tin mới, hiểu biết mới cũng là một biểu hiện suy thoái về đạo đức. Năm 1966, trong một buổi nói chuyện với đảng viên mới ở Hà Nội, người đã nhắc nhở: thời kỳ bí mật, điều kiện học tập của đảng viên rất khó khăn, thiếu thầy, thiếu sách, thiếu tự do, nhưng cán bộ và đảng viên vẫn quyết tâm vì cách mạng mà học. Bây giờ điều kiện thuận lợi nhiều, cho nên các cô các chú càng phải ra sức học tập cho tốt. Bác thường nghe nói có đồng chí 40 tuổi đã cho mình là già nên ít chịu khó học tập. Nghĩ như vậy là không đúng. 40 tuổi chưa phải là già, bác đã 76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng. Thưa quý vị, những lời chỉ dẫn quý báu, những bài học kinh nghiệm sâu sắc rút ra từ chính tấm gương tự học bền bỉ của người đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Tư tưởng và tinh thần tự học của người mãi mãi tỏa sáng, soi rọi cho mỗi chúng ta phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân để trở thành những công dân có ích cho đất nước và xã hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.